Hôm nay nó kiểu gì ấy? Hôm nay như kiểu là TikTok nó bóp mình hay sao ấy. Đang đang nghiên cứu xem không hiểu tại sao đây này. Làm sao hả anh? Hội nhóm. Tham gia hội nhóm, đăng hội nhóm. Chứ bây giờ là phát triển một cái nó như kiểu ấy như thế này thì nó lâu lắm. Còn tôi cũng không giấu các ông từ cái việc ví dụ như là cái tư duy tiếp cận khách hàng ấy. Với cả cái cách bán hàng cũng có giấu gì đâu. Mình vẫn là cái kiểu mà ví dụ như nói chung là nó xuất phát từ bên trong. Còn nếu mà mọi người mà ấy thì là cần phải xuất phát từ bên ngoài. Phát từ bên ngoài tức là cạnh tranh nhau bằng giá ấy. Đăng lên thì thường là ở trên các cái hội cây cảnh các thứ ấy. Bây giờ bà con bắt đầu đăng, có nhiều bà con là bắt đầu cạnh tranh bằng giá là bằng cái cách là ở đâu rẻ hơn thì tôi còn rẻ hơn nữa. Còn năm nay thì nói chung là năm nay là cái giá nó về quất là giá cũng đỉnh cao đấy. Và cái tình huống thì nói chung là chưa biết được. Đấy, có thể là nhiều bạn xem live thì cũng bảo là đắt chỗ buôn buồn chỗ đá ván hay thế nọ thế kia thì cứ phải tầm đâu đó từ 23, 24, 25. Đấy, tôi cũng đảo quanh những cái thị trường quất bán lẻ ở chợ mà nói. Hoặc là các bạn lúc ấy thì các bạn cũng tự mấy được mà. Các bạn tự ra chợ của các bạn. Hiện tại bây giờ ví dụ như là cái tình huống mà các bạn mua lẻ ấy, các bạn muốn xem ở cái vùng sản xuất quất thì nó như thế nào, giá ra sao. Xong rồi tự khắc các bạn đến lúc mà tầm 20, 23 các bạn ra chợ của các bạn thì cứ sẽ biết là tôi nói đúng hay nói sai. Đấy. Còn các cái cây quất là tôi cũng không giấu mọi người là từ cái lúc làm ấy. Đấy là đánh từ dưới ruộng cái này để ăn gian cái độ to của nó ấy. Xong rồi cũng ký kiếc các kiểu. Đấy là nam, bà con nam đây này. Đánh lên là tuốt, cố gắng tuốt lá như này để cây nó kiểu nó khỏe ai. Xong rồi cũng ký cái loại này ở trên Phủ Lãng là người ta là cái gọi là cái mẹ gì nhỉ? Quên mất rồi, nó gọi là cái mà nó cái thác ấy. Ở trên thì ở trong nó còn ký cả máy bơm nữa. Đây này máy bơm ở trong. Bơm lên trên này xong rồi chảy nước. Bên này là cái mặt đấy của nó, bên này mới là mặt chính này. Rồi. Thì bà con cũng phải tự cứu mình bằng cái cách là làm những sản phẩm mà mới lạ, độc đáo. Trong đấy là ở trong nó còn có cái máy bơm cơ. Xong rồi bơm nước lên xong rồi nó chảy róc xếp xếp xếp. Thế này. Còn nói chung là quất thì tôi cũng biết rồi và tôi cũng nói rồi cho mọi người là cái hàng thời vụ. Tôi bán cũng đa ngành đa nghề, cũng không bị cố định bởi quất. Hôm qua ông chia sẻ là anh mua ôm được bao nhiêu vườn quất mới thế nọ thế kia. Lúc ôm là 230, lúc bán là 260, lãi được 30. Ôm được 1000 cây thì lãi được 30 triệu đấy kiểu vậy. Thì tôi cũng chia sẻ nhiều video ấy. Là bà con ở đây thì khi sản xuất này là một chuyện. Có những người thì người ta nắm bắt thị trường hoặc thế nọ thế kia. Đầu vụ người ta đã đi ôm rồi. Từ tháng 8, tháng 9 là ôm. Ôm thì là đằng khi các bạn mua, các bạn có về đây chăng nữa thì các bạn cũng phải mua qua một người rồi. Người ta bỏ tiền vốn ra người ta ôm ấy. Đấy. Đây còn các thể loại. Đây là cái lúc làm. Đấy, lúc mới làm, đánh cây quất lên xong rồi cho lên trên cái chậu, rồi cho đất. Xong rồi ôm cái loại gọi là cái loại này gọi là thác thiếc gì đấy hay cái gì đấy tùy theo các bạn gọi. Đấy, xong ở trong nó có máy bơm, thế là cứ bơm nước từ tầng trên, thế là nó xối xuống các tầng. Xong rồi nhả khói, nhả khiếc thì không biết là có nhả khói hay không. Đấy, còn ký thêm ông tiều phu mấy các thứ. Đấy. Còn cái loại này nữa này, bình hút tài lộc với cái gì đấy. Rồi cầu mấy các thứ. Tạo ra sản phẩm này nói chung là cũng kỳ công. Và cũng mất cũng khá là nhiều chi phí, cũng mất thời gian lắm. Không phải ai cũng làm. Các cái ông câu cá với các thứ đây. Đây, lúc làm đây. Đấy, lúc làm xong rồi đấy cũng tức là các bạn phải ấy cái gạch kia kìa để cái nước bên này xong còn chát xi măng để nước bên này nó không thấm sang bên kia để nó úng cái rễ của cái cây quất đi ông đấy. Làm cách làm tôi cũng hướng dẫn chán chê rồi nhưng mà có phải ai làm được đâu, còn trăm cái cây quất nữa. Cách làm này cũng rất là mất công, năm sau nữa mới ra được thành phẩm.
Nhưng mà hôm nay cái TikTok nó bị làm sao ấy. Để hôm sau nữa nhá. Mai ngày kia xem điều chỉnh nó thế nào. Không phải nên như cái TikTok của tôi bảo là tôi muốn phát trực tiếp à, phải đợi đến khoảng tầm 15.000 tôi mới bắt đầu phát trực tiếp. Nên vào làm uống cốc nước xong rồi. Xong rồi giải tán khỏe. Hôm nay là xem là bà con ấy như nào. Chu du để học thiên hạ, học khôn. Okay, còn cái mảng mà cái thị trường quất mà nói thì nói chung là mỗi năm tôi tích lũy thêm các cái mối quan hệ, giá bán rồi cái thứ nọ thế kia ấy. Từ người sản xuất đến cái người ấy ấy, chứ còn không nặng nề lắm. Ôi ơi. Đây, sản xuất đây này vẫn đang bán hết là lại đến cái đầu năm đây là bắt đầu nhập chum nhập vại về xong rồi cho cây con vào chăm cả một năm trời. Đấy. Ná niếc này.